gia đình. Chị dạ. Ê, con gái đang đợi ta đúng không? Đúng. Hãy ra đây với ta nào. Thế con có biết ta là ai không? Thế ta là ai? Thế con có biết ta đến đây để làm gì không? Để làm gì nào? Tặng quà cho ai? Giỏi. Thế bây giờ trước khi ông tặng quà thì ông hỏi con phải trả lời ông nha. Khi ông hỏi thì con phải trả lời dạ có hoặc dạ không, nghe chưa? Không được trả lời trống không như là không hoặc là có, nghe chưa? Giỏi. Thế bây giờ con nghe ông hỏi nè, con có vâng lời ba mẹ không? Giỏi. Thế con có học giỏi không? Giỏi. Thế con ăn có giỏi không? Giỏi. Thế con có xem điện thoại không? Thế con có làm cho ba mẹ buồn không? Dạ không chứ. Giỏi. Rồi bây giờ ta hỏi một câu nữa, con trả lời dạ với ta, ta sẽ tặng quà cho con nha. Thế bây giờ ta tặng quà cho con có thích không? Giỏi lắm. Bây giờ ta có một món quà để tặng cho con đây. Wow, món quà thật là to. Này, phải Anna không? Dạ phải. Phải Anna không? Dạ phải. Rồi bây giờ nếu con trả lời dạ thì ta sẽ tặng thêm cho con một cục kẹo biết vâng lời nữa, được chưa? Bây giờ ta hỏi con nè, ở nhà con có thương anh không? Dạ có. Giỏi, như vậy ta tặng cho con một cục kẹo nữa nha. Rồi sau khi ăn kẹo của ta thì con phải lên nhớ lời ta dặn nghe chưa. Ở nhà phải biết vâng lời ba mẹ nè, chăm ngoan học giỏi nè, ăn cho thật nhiều, không được xem điện thoại nghe chưa, không được nhõng nhẽo với ba mẹ nghe chưa. Dạ. Giỏi rồi, ngoan lắm. Thôi bây giờ ta còn phải đi tặng quà cho các bạn nhỏ khác, ta chào con nha. Giỏi lắm, nhớ ngoan ngoãn nghe chưa. Thôi ta chào con. Thôi xin chào gia đình, chào con nha. Thank you.
mình để theo dõi nhé. Bye bye.